Xin chào các bạn thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay chúng ta sẽ cùng có mặt tại chung cư Gia Phú quận 7, một nơi rất quen thuộc với team tụi mình, để bàn giao cây đàn piano cơ Kawaii PL31 đến với gia đình anh khách hàng vui tính. Các bạn có biết mình đang nghĩ gì không? Nếu như mỗi gia đình ở đây đều mua đàn thì chắc hẳn bây giờ mình đã về hưu non rồi. Mà thôi, đừng mơ mộng nữa, quay trở lại công việc với mình nhé. Đội vận chuyển và cây đàn đã đến rồi các bạn ơi, vẫn theo những bước rất là quen thuộc mà khách hàng thân thiết trên kênh đều biết. Piano sẽ được đưa xuống, đặt lên xe đẩy để đưa vào nhà khách. Ngoài những tấm nệm bao phủ bề mặt đàn, bên mình còn chuẩn bị những bộ phụ kiện độc quyền chỉ có tại Minh Phụng Music, theo chân đội ngũ đưa đàn vào nhà anh khách nhé. Mọi ngóc cách ở chung cư này mình rất là quen thuộc, bởi vì cứ cách hơn 2 tuần là mình lại giao đàn ở đây. Qua đó các bạn hãy yên tâm về chất lượng sản phẩm và mức giá hợp lý ở bên mình nhé. Piano PL31 đã ở bên trong nhà, trong khi các bạn nhân viên đang tháo lớp bảo vệ và tiến hành lắp đặt ống sưởi, mình sẽ chia sẻ với anh em một chút. Cái đàn PL31 này được anh chị mua để cho cô con gái nhỏ luyện tập tại nhà. Sau khi được cô giáo tư vấn mẫu đàn phù hợp, gia đình đã tìm hiểu nhiều nơi để có mức giá tốt nhất và đã chọn Minh Phụng Music chúng mình chốt đơn PL31 ngay hôm nay. Hãy cùng mình theo dõi các bước trải phụ kiện lên đàn nhé. Đây là khăn phủ đàn bằng vải nhung để tạo vẻ đẹp và tăng nét thẩm mỹ cho đàn. Khăn phủ phim giúp tránh bụi bẩn rơi vào phím đàn. Và cuối cùng là ghế piano tăng đơ tạo cảm giác ngồi thoải mái nhất cho người chơi. Đừng bỏ lỡ chương trình giảm giá cực hot cuối năm tại Minh Phụng Music. Tất cả các dòng đàn piano cơ đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới đều đang được ưu đãi từ 20 đến 30%. Kawaii PL31 sở hữu bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam cao cấp, khung đàn bằng gang chắc chắn, dãy đàn bằng thép chất lượng, bố đàn bọc nỉ bàn phím bền bỉ và pedal bằng đồng sáng bóng, tất cả tạo nên âm thanh trong trẻo, trầm ấm, phù hợp cho người mới học cho đến người chơi chuyên nghiệp. Đặc biệt khi mua Kawaii PL31, các bạn sẽ được hưởng chính sách bảo hành hấp dẫn lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần. Bên cạnh đó, mỗi gia đình khi mua đàn đều được tư vấn miễn phí cách sử dụng và bảo quản đàn. Gia đình chị cũng đã chọn hình thức trả góp khi mua đàn PL31 cho bé. Với hình thức này tại Minh Phụng Music, khách hàng chỉ cần trả một khoản tiền ban đầu, sau đó thanh toán từng đợt theo kỳ hạn đã thỏa thuận, rất linh hoạt và tiện lợi phải không nào? Bên cạnh đó, Minh Phụng Music còn có nhiều mẫu đàn có giá chỉ từ 17 đến dưới 20 triệu đồng, hoàn hảo cho những bạn mới bắt đầu, với âm thanh hay, trong trẻo và sáng, kiểu dáng chân cong, chân thẳng, rất đẹp mắt, cùng nhiều màu sắc theo sở thích của các bạn như đen bóng, nâu gỗ, đỏ rượu và trắng ngà. Vậy là buổi bàn giao hôm nay đã thành công tốt đẹp. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hãy ghé thăm các hệ thống showroom lớn nhất Sài Gòn của chúng tôi tại các chi nhánh 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 18 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình, 56-7, Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Hãy liên hệ hotline 0919768606 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại!